Vâng, chào em. Xin hỏi em cho biết cái tên em với cái địa chỉ ở đây là ở đâu vậy? Dạ, tên Đỉnh ở địa chỉ ấp Bình Châu, xã Tiền Tây. Rồi, em làm cái này là làm phân gì không? Phân lười mới làm vụ đầu tiên. À, mới làm vụ đầu thôi. Rồi, hôm rồi em giải cái này thằng em mấy không? F2. Thì sử dụng F2 á. Dạ. Rồi, em làm đây được mấy hecta? Đó, làm đây được 5 mẫu. 5 hecta nhưng mình sử dụng cái phân lười này là bao nhiêu ký cho 1 hecta? Một mẫu mình sử dụng 400 ký chú. À, rồi hôm nay thấy lúa gì rồi em thấy sao? Thấy lúa cũng vừa mắt nè, bông thì nó vô gạo cũng được bông. À, nó vô chính chắc đó. Lá thì vẫn còn xanh. Cũng dày bông. Cũng ít đỏ ngã hơn ruộng kế bên nữa. Cứng cây ít đỏ ngã hơn. Em mới làm vô đầu ha. Mới làm vô đầu. Rồi làm là 400 kg trong hecta. Dù sao thì em làm phải cho nó tăng lên tí ha, khoảng 450 đó lên. Nhưng mà về cũng đạt thôi. Em thấy cái bông nó rồi lẳng. Nhưng mà nó chắc được no tròn. Dạ. Cái gần chín rồi lá nó vẫn còn xanh mướt thôi. Nó vẫn đứng vậy. Một lần làm trái lá trên đất phèn á. Trái trên lá cũng còn xanh cũng được. Mình thấy